Lần trước thì hay là người cầm Persia. Vòng bài đang khá rách dành cho người cầm Greg. Thôi đây là bài rách. Từ phía nhà đối phương sang, từ phía nhà đồng đội của mình sang mà thôi. Xây hai cái E ở đây để cho những con cung A được nở ra ở phía bên trong, tương đối hợp lý. Ruộng nương của chim sẻ cũng đã là khá nhiều, thêm một cái ruộng nữa. Cung A áo chuẩn bị lên, chuẩn bị nâng cấp xong. Vâng, như vậy thông tin báo về He đâm chết Pơ. What? Vâng, rất bất ngờ. Vâng, tôi tưởng rằng đây sẽ bài đấu mà He không thi đấu, nhưng không phải. Vâng, với Burton lọt vào trong nhà của đối phương thì game thủ cầm Persian đang chuẩn bị chết. Và Persian bài đấu đánh rất yếu, tới lạc đà không nhiều mà lại còn để lọt nhà chết cực kỳ nhiều dần. Nhưng đây là một tên đẩy chéo của Quidcam. Vâng, một tên đẩy chéo của Quidcam. E cần phải để ý trong tờ này mà để ý cũng không làm được cái gì cả. Thì đối phương là có cô thủy ở phía bên trong, cần phải vé để không cho lạc đà vào phía bên trong nhà của mình. Chỉ có cung R thôi là sẽ đỡ được. Vâng, rất nhiều những con cung R đang được đưa ra. Đây là hai tên cung R của game thủ cầm màu nào. Còn phải có tên vẩy thật chuẩn. Vâng, vẩy E nó vẫn luôn là cái sở trường gì đó của He He rồi. Vâng, không, vâng, không được để lọt nha. Game thủ cầm Persian đang thủ phù ở nhà. Và sau tình huống này có lẽ anh ta sẽ là người ra ruộng. Vâng, He đang không còn dân để có thể ăn vàng luôn. Nhưng không sao, hiện tại thì anh ta chỉ cần đỡ được nhà của phía bên mình. Vâng, chỉ cần đỡ được nhà của mình thôi. Đỡ nhà của He cũng chính là đỡ nhà của Sẻ. Một vài con y đã được đẩy sang nhà của game thủ Cam Quýt ở cánh bên kia. Và một kèo đấu khó, nhưng cam thủ của chúng ta vẫn đang rất cố gắng để giữ lại trận đấu này. Kuamina đứng ở bên trong, lợi thế về tầm xa. Nó vẫn đang khiến cho game thủ He He và game thủ Chim Sẻ có thể đỡ được nhà. Ở mặt bên này thì Quýtcam đang muốn đục, nhưng làm sao đục được nhà Minoa. Với một thế bài nó khung theo kiểu khủng con nhà bà khiếp như thế này. Cung A vẫn đang đứng ở phía bên trong. Vâng, He lại có tên lọt vào nhà của Quýtcam. Và một trận đấu He đang tỏa cực kỳ sáng. Mặc dù chỉ cầm quân Greg thôi, đơn vị quân được coi như là yếu nhất ở trong cái bản đồ này. Như vậy đâm lủng nhà của Quýtcam một tên, khiến lực của Quýtcam yếu đi. Và đó thời cơ để cho chim sẻ có thể phát triển khỏe ra. Bài đấu He đang có thể gọi là thủ nhà của mình, và sau đó làm yếu hai nhà của đội bạn. Vâng, quay trở lại với mày máy chim sẻ. Vâng, chim sẻ phút 20 tham 60 với việc được cầm cung A của Minoan. Nhà là siêu kín. Vâng, chúng ta đang đến rất gần với một siêu phẩm. Vâng, chim sẻ là người cầm cung A. Ở thời điểm cách đây khoảng tầm chục năm thì chúng ta luôn nhớ đến người cầm cung A hay nhất Việt Nam, đó là anh Tiểu Bạch Long, đó là anh Yugi, đó là anh Linda. Nhưng bây giờ chúng ta phải nói đến game thủ chim sẻ, người đã từng có những trận đấu được cầm Minoan tạo thành những cái siêu highlight rồi. Vâng, tham cần. Vâng, Quýt là người đang có nhiều dân hơn game thủ chim sẻ. Và nếu như chim sẻ đẩy cùng, nhà của chim sẻ trông thế thôi nhưng mà là rất gần nhà của Quýtcam nha. Nếu như chim sẻ đẩy cùng thì chim sẻ sẽ cần phải đen chiếc cái BB của mình ra, thì sẽ có một tình huống đẩy cùng sang đội bạn một cách rất sớm. Vâng, 5 ma ra đều dành chim sẻ. Bài đấu Minoan có vàng trọng. Chim sẻ tạm thời vẫn đang rất khỏe và chuẩn bị bùng ra phía bên ngoài. Thông tin báo về Quýt là người sóc một tôn dân. Và bây giờ sẽ là thời gian mà chim sẻ sẽ đợi. Mặt bên kia có cảm thấy bo kín hơn một chút xíu nữa hay không? Chỗ này là khoảng tầm 3 lớp thì sẽ yên tâm hơn rất nhiều. Chim sẻ ra ngoài ăn thêm một mỏ vàng nữa, tham lại 48 giật.
Nhưng thảm lại chim sẻ to hơn rất nhiều so với thảm lại Quýt Cảm. Quýt Cảm thảm lại chỉ rơi vào tầm, vâng, để xem nào, 6x thôi. Chỉ tầm 6x thôi. Còn game thủ chim sẻ thảm lại đã là 9x. Số lượng quần của chim sẻ là rất nhiều, mặc dù biết rằng quần của bạn thì không hề ngán cùng A của mình đâu, đó là Egypt. Vâng, để chống cùng A tốt nhất thì tôi muốn nói các bạn rằng đó sẽ là cùng R tuyệt. Và đại biểu đó là cùng R của Egypt. Cùng R Hitty thì nếu như mà xét về thế solo với cả cùng R Egypt thì nó cũng chỉ là cân thôi. Nhưng để chống cùng A Minoan thì tôi cảm thấy là cùng Egypt sẽ là chống tốt hơn. Quýt vẫn đang là khá đông quần, nhưng turn này là một turn chim sẻ đang đông hơn. Turn này đội bạn không dám lao bên trong. Vâng, một turn lạc đà được đưa sang để hệ đảo cho con cùng R của Quýt Cam. Sẽ bắt đầu ra được phía bên ngoài, cơ cấu rộng ra một chút xíu. Cũng là một turn cố gắng để có thể xây thêm mẹ. Đội bạn đang muốn ốp turn này. Turn này đội bạn đang khá độc, Sẻ vẫn đang phải giải quân ở phía mặt nhà của game thủ Hè, nên số lượng cung trong turn này của Sẻ chưa phải là quá nhiều. Nhưng turn này tôi nghĩ là Sẻ vẫn ăn tươi. Vòng bài đấu đánh toàn phù dành cho game thủ cầm Persian. Một bài Persian lên đời sớm nhưng dường như là không có lực. Anh ta đang phải đánh toàn phù để cố gắng đảo cho những con cung đầy Egypt. Vâng, Quýt đang điều quân điên đảo. Và anh ta đang đảo liên tục với con cung R 106 máu của mình. Thì hiện tại chắc là 106 máu rồi. Và vậy của cái đồ chim sẻ. Vâng, từ như này sẽ phải tập trung điều hơn. Những con cung đầy Egypt nó đang tỏ ra là quá trâu so với cả quy định. Sẽ được nhận một tờn đồ nhẹ đến từ game thủ He He. Wow, Egypt trâu thế nhở. Vâng, không hổ danh là Egypt. Tờ này cảm thấy rằng chim sẻ là người mất nhiều hơn. Cùng A có lẽ cần phải kéo về thôi. Vâng, quay trở lại với mạnh máy của He He. Vâng, He đang có một turn lọt vào nhà của Quýt Cam, sao mà chỉ là 25 dành cho He thôi. Nhưng vẫn đang cố gắng khiến cho đối phương mất tẩy và sẽ bắt buộc phải rút quân vào phía bên trong. Và phải tăng thêm những chiếc nhà BA nữa. Đối phương đang có con phù thủy. Và một turn có hai kích cùng R đứng ở bên ngoài mà lại cũng chưa thể chơi được cùng R của Egypt. Và các bạn thấy sức mạnh cùng R Egypt được thể hiện cực kỳ rõ ràng ở trong turn đấu quân vừa rồi. Bây giờ liệu rằng Sẻ có nhoi ra phía bên ngoài không? Ở phía bên ngoài cũng đang có thêm một mỏ vàng nữa dành cho một chim sẻ và cái đùa He He. Sẻ thì không nâng cái giáp 4 trong trận này bởi vì đó là điều không cần thiết. Tuần này chỉ cần cái giáp 2 thôi, đội bạn đang đảo liên tục. Nhưng cung A vẫn đang là rất độc. Cung R đang được đẩy lên thêm một vị trí mà chim sẻ không có nhiều đất để có thể điều quân. Cung A đang bắn vẫn rất xa, nhưng tuần này điều quân nó sẽ hơi khó. Sẻ đang cố gắng đi dò thêm vàng. Không, như vậy là do thêm rừng. Lượng vàng vẫn đang đủ để cho chim sẻ có thể thi đấu. Đây lớp vẫn đang có chém để đảo cho game thủ Quýt Cam. Rất nhiều chém, 4 con chém. Tần này đảo sẽ là hơi khoa, quay trở lại với He. He có một tần chờ vào nhà của V lớp. Một trận đấu đánh về lâu và dài. Và nếu như V lớp để mất nhà thì cửa thắng sẽ là cực kỳ sáng dành gặp đôi của chim sẻ He. Trận đấu đầu tiên của giờ thứ tư vẫn đang diễn ra một cách cực kỳ căng thẳng. He chuyển sang bà đánh 2 BL đều. Bắt đầu lọt vào trong nhà của người cầm pờ. Đây là mỏ vàng của Persian nông dân không bẫy sẻ. Việc giữ dần là cực kỳ khó. Quay trở lại với game thủ chim sẻ, người bắt đầu đẩy cùng A. Nhưng sẻ cần phải ra ngoài để ăn thêm vàng không? Cái mỏ vàng của chim sẻ đang chuẩn bị hết rồi. Sẻ đang ra thêm một tơn ruộng nữa. Ra thêm một tơn ruộng nữa để có thể ra thêm dần và ra được thêm quân. Cùng A vẫn đang đứng ở phía bên trong cái hốc nhà của mình. Vâng, thảm này là 83. Game thủ cầm Egypt vẫn đang đứng nguyên ở phía bên ngoài để không cho sẻ đưa cùng A ra phía bên ngoài. Không biết rằng game thủ Egypt có đào vàng không? Hay sẽ là một bài đánh châu cùng R của Egypt? Chúng ta hãy cùng chờ đợi thông tin báo về 70 dân dành game thủ Quýt Cảm. Sóc dân là rất ghê gớm. Chim sẻ có thể gọi là đang sóc dân đuổi so với cả game thủ. Vâng, cầm Egypt. Dường như sẻ muốn có bài đánh lên 4. Nhưng bài này lên 4 liệu rằng có vàng để thi đấu không? Bài đời 3 tôi không nghĩ rằng đội bạn sẽ ốp được sẻ đâu. Đội bạn đang đi xung quanh nhà của sẻ để có thể quản vàng của sẻ. Chúng ta là hai đơn vị quân đánh bạc vàng. Vâng, cả Greg lẫn Minoan đều đơn vị quân đánh bạc vàng. He đang bị câu phù. He vẫn đang có những con chém để quấy rối nhà của game thủ Quýt Cam. Cảm thấy trận đấu này Quýt Cam phát triển khá tốt. Mặc dù là anh ta bị một vài turn quấy bởi game thủ He He rồi. Cần phải cẩn thận trong tình huống như thế này. Đừng để lọt nhà. Và tôi đã nói rồi, hai nhà cùng nhau. Chỉ cần lọt một nhà thôi là sẽ lọt cả hai nhà luôn. Chim sẻ đang bắt đầu ra phía bên ngoài để ăn thêm vàng. Và đội bạn cũng sẽ công vào mỏ vàng này của game thủ chim sẻ. He có ra ngoài ăn được vàng không? Bản đồ có một mỏ vàng gần nhà của... Không, hết vàng rồi. Hết vàng rồi nha, chúng ta chỉ còn đúng một mỏ vàng thôi. Nhà của sẻ có thêm một mỏ vàng nữa ở trên dốc. Nhưng mỏ vàng này thì sẻ sẽ không thể ăn được. Bởi vì là Quýt Cam đứng quân ở trên đấy. Vâng, thông tin báo về Quýt đang lên 4. He soi tham và báo về rằng tham của Quýt đang ngừng một tuần. Đội bạn đang muốn đẩy lên tuần này. Về lớp thì đang đục ở mặt bên kia. Rất mất tài. Chim sẻ cũng đang ngừng để có thể chuẩn bị có một turn
kích 4 không? Em kích 4 chưa? Vâng, như vậy là không kích được nhưng mà không có vàng. Sẻ vẫn đang sóc cùng AD. Như vậy đây là bài đấu mà Quýt sẽ đánh đời 4, còn Sẻ sẽ đánh đời 3. Chưa biết thế nào. Sau tuần này có lẽ chúng ta sẽ cần phải đợi. Nhìn vẫn đang cố gắng điều. Tham lai 78 dần dành game thủ cầm Egypt. 78 dần, Sẻ phải ra ngoài thôi. Phải có một kích công hà đằng sau để rằng có được không. Sẽ phải đợi. Bởi vì không đẩy vẫn cứ là rất khoai. Thì chúng ta hết vàng. Còn nếu để Egypt lên đời 4 thì tôi nói thật, Egypt chỉ cần đánh cùng rần lửa thôi là chúng ta đã khoai rồi. Chứ đừng nói đến là Egypt sẽ đánh còn đạp đôi. Vâng, sóc nguyên cung à dành cho game thủ chim sẻ. Đang liên tục bị diễn con cung à phía, từ phía bên ngoài. Đội bạn đang đứng bắn xuyên rừng. Sẽ bắt buộc phải đi cùng. Quýt vẫn đang rất đông cung R. Không biết là Quýt kích 4 không nhỉ? Châu cung R mà lại kích cả 4 nó nghe có vẻ nó hơi điêu. Vâng, hai kích cung R của Sẻ đang đi ra phía bên ngoài. Giờ này tôi nghĩ khả năng cao là Sẻ chơi được. Ở mặt bên kia West He có thủ được game thủ về lớp không? Đây là He. Nhưng mà là He không thủ được ở mặt bên kia rồi. Đối phương đang không cả phù và vẫn còn chém lên. He không lấy cái gì để đỡ tơ này cả. Tham 22 thôi. Một vài quà được chim sẻ cắt cử ra. Vâng, như vậy là lên 4 xong dành cho Egypt. Khê. Vâng, đẩy lùi đối phương khỏi con dốc này. Nhưng đối phương đã lên 4 xong rồi. Cứ từ đẩy xem như thế nào. Biết đâu bất ngờ. Vâng, bị lọt một tơn. Cùng rồi Egypt. Không, cùng rồi Egypt vẫn đang còn rất nhiều. Khoảng tầm 2 kích full dành cho Egypt. Vâng, mấu chốt trong trận đấu này đó tình huống đấu quân ở vâng, khu vực mà chim sẻ đen BB và đi cung A ra. Nếu mà chim sẻ từ đấy điều quân tốt thì tôi nghĩ rằng mọi chuyện nó sẽ khác. Sẻ vẫn đang cố gắng ép Quýt cảng. Nhưng chúng ta đang rất ít vàng, sẽ còn khoảng tầm 1.000 vàng nữa để sóc cung A. À đây, còn thêm một vàng nữa ở vị trí này, biết có ăn được không? Phải cố gắng ra ăn rồi, vâng, hơn chục nhà BA của chim sẻ vẫn đang ra đều. Nhưng bắt đầu khạc ra lửa dành cho cung R Egypt. Đây là cung R hit và 106 máu. Nó không phải là cung R Egypt đâu. Nó là cung R hit và 106 máu, chưa kể đến tầm xa là 7.3. Giảm thiểu tầm xa so với cả những con cung A Minoan trong tay của game thủ chim sẻ. Bạn thấy rằng khi khạc ra lửa thôi thì mọi chuyện nó khác rất nhiều. Và tỷ số là 1-0 trong C4 dành đội bạn. Vâng, cố gắng vượt khó nhưng không vượt được. Hơi đáng tiếc. Một bài đấu Quýt Cam đánh rất chuẩn. Vâng, anh ta châu quân và phát triển tốt. Sóc Xuân cũng rất nhanh và cũng cực kỳ châu quân. Và tôi không nghĩ rằng với một game thủ được coi là một tay chém như Quýt Cam mà có thể phát triển tốt đến như vậy ở trong trận đấu này. Rất bất ngờ. Ờ, tới đây em có vài... Ờ, nhưng mà cũng khoai đấy, nó có phù. Chỉ nhưng mà tới đây nó tại anh thấy tập trung điều lắm. Tờ nếu nó điều nhiều, nó chạy ngang ngang ấy. Mà con Egypt nó đã bình thường đã khó chết rồi, nó còn điều nữa. Tờ ấy nó tập trung điều hơn em. Map ấy có cửa thôi vẫn khoai. Bà Egypt nó cũng khỏe đấy. Khỏe thì mới châu quân với cả sóc dân đều đến thế. Bà yếu chưa biết thế nào. Vâng, với lớp bảo là Greg Minoan cửa trên. Yes. Ok. Greg Minoan còn cửa chê so với cả Egypt với cả Pờ, tôi cũng cạn lời. Rồi, chúng ta sẽ đến với trận thứ hai của CO thứ tư. Chúng ta có chim sẻ cầm rope. He cầm AC. Vâng, Rome AC đâu với cái gì? He xoay quân anh cái Rome Greg à? Như vậy hai bên đều có Rome. Rome của Ares. Rome 1-5 của Pitka. Và Greg đến từ về lớp. Rome Greg đâu với cả Rome AC. Cái đấu cửa trên hơn dành chúng ta tất nhiên rồi. Chúng ta xem các cầu thủ thiếu như thế nào ở trong trận đấu này.
một chém một cung vào nó cũng dễ đánh hơn là hai chém, nhưng không phải là cứ bài hai chém là bài tịt nha. Bằng Roman Greg đối đầu với cả Roman và AC. Ở số đó bạn sẽ đô tiền đối bạn thắng. Tôi đã ghi nhầm tỷ số. Trận đầu tiên của số thứ tư đội bạn đã thắng rồi. Nhưng mà tính đến hiện tại chúng ta vẫn đang dẫn trước đội bạn với tỷ số là 3-0 về C. 3-0 về C. Vâng, đây là mảnh máy của He, người được công cung AC Riang. Thực ra thì xét về quân chúng ta nhỉnh hơn, nhưng mà về người cầm thì không phải là mắc binh. Nhưng mà không sao, chúng ta sẽ hiếm hoi một trận để xem He đánh cung như thế nào. Và He đánh chế mạng biết rồi, nhưng He đánh cung thì chưa nhiều người biết lắm. Và chúng ta sẽ đến với máy của chim sẻ xem bài chém của sẻ có ổn không. Như vậy là cả hai game thủ chúng ta đều có những đàn hiếu 7. Đối với top 1 thì những đàn hiếu 7 là những đàn hiếu rất là quan trọng. Hiếu 7 giúp các bạn khỏe hơn rất nhiều. Và thông thường thì trong tầm 10 bài thì sẽ có khoảng tầm 8 bài cam thủ có thể lùa được hiếu về đến nhà chính. Tầm 8 bài. Rất bình tĩnh dành cho chim sẻ. Như vậy quả phụ có trong hốc luôn. Úi dồi ôi. Bài này 22 dẫn được nha. Bài này quả phụ 6 và hiếu 7, 22 dẫn thoải mái luôn. Sẽ đoạt bài lên đời siêu sớm của game thủ chim sẻ. Bài này là còn có quả hốc. Cơ cấu kín mỏ vàng của mình. Sau đó thì không cần nâng cấp bánh xe. Thì vàng trong hốc. Đúng rồi, vàng trong hốc luôn, đúng rồi. Trong này làm tầm 7 cái ruộng, 2 là đều, không cần bánh xe làm cái gì cả. Và tôi sẽ không đi rõ rồi. Rồi như vậy là rất nhiều người trước khi sau khi xem chim sẻ đánh chém quá nhiều thì nhiều người có một nhận xét đó là chim sẻ không phải đánh chém ít dân và lên đời siêu sớm. Và trận đấu này chim sẻ thể hiện cho các bạn thấy thế nào là lên đời sớm và chém ít dân. Tôi vừa nói xong thì ông ấy sẽ thêm cái e. Thực ra thì với Roman này xem e nữa thì cũng chả sao, vẫn ít dân vẫn được. Rồi như vậy là 2-3 dân dành cho tụi chim sẻ, kích đời cực sớm vòng 7-0-5. Kéo dân lên để có thể ăn cái mỏ quà này nhiều hơn. Bài này nếu là tôi sẽ đánh 22 dân. Thì nó sẽ khỏe hơn một chút. Khỏe hơn và lên đời sớm hơn, sẽ có ngựa gió công giáp sớm hơn. Đây là BB. Cái này đất hơi xấu nhỉ, chỗ này đẹp thì phải là ngon không. Và cái việc đất xấu này nó đang khiến cho chim sẻ sẽ thiết kế không được quá nhiều ruộng tại cái hốc này. Bạn này sẽ lên siêu sớm đấy. Vâng, xin lỗi anh em, tôi không thể đọc comment của anh em đâu. Không thể đọc một comment, Facebook đang quá lag so với cả quy định. Vâng, bật Facebook lên bây giờ nó trắng xóa. Một màu trắng trắng. Vâng, đây là BM. Rồi, và BL xây ở phía bên ngoài. Nếu thừa gỗ có thể xây luôn 2 cái L. Rồi, nhét dần hết ở bên trong. Vâng, bài auto bất tử. Vâng, 9-3-12 dành chim sẻ với một bài đấu 23 nông dân của Greg. Thông tin bảo vệ đội bạn, chuẩn 23 nông dân của Roma. Thông tin bảo vệ đội bạn là 2 người chết dân. Vâng, chào bạn Nguyễn Hải nhá. Vâng, bạn là người khá may mắn đấy, bởi vì em vâng mình đọc được comment của bạn, chứ còn comment người khác thì mình không đọc được. Trong này tính sẽ là 1 2 3 4 5 6 7 8. Ô, trông thế thôi mới được tầm chục ruộng đấy. Nếu vẽ đẹp và vẽ kiểu kẹt xỉ, người ta gọi là vẽ kiểu kẹt xỉ, thì được tầm chục cái. Vâng, sẻ đang ra ngoài thiết kế chiếc nhà BL thứ hai của mình. Và đầu hốc tương đối đẹp dành cho người cầm Roman. Ngựa gió được di chuyển. Với cái việc giá nhà cửa rẻ của mình thì chim sẻ sẽ có nhiều ruộng trước khi lên đời. Vâng, nhét dân vào phía bên trong. Trên đường đi dò lại gặp con sư tử. Vâng, đây là nhà của game thủ cầm màu 7. Đây là game thủ về lớp là người cầm Greg. Và chúng ta xem Greg sẽ lấy cái gì để công cái hốc này của chim sẻ đây.
Vâng, hai là đều trong tuần đầu tiên. Đây là bài đấu mà chim sẻ sẽ không cần phải thủ phù hay cũng như là không cần phải nâng cấp bánh xe. Sẻ vẽ ruộng xấu ấy nhỉ. Được con 6 cái này. 6 cái ruộng thôi. Vẽ rộng rộng ra mà nó xấu xấu một tí thì được khoảng tầm 9 cái. Ủa, về lớp lên sớm ấy chứ. Đừng đùa. Bằng bài về lớp cũng kích đầu 10 đấy. Đừng có đùa với cả về lớp. Đây rồi, nhưng mà dân chơi cáo về. Rất thơm, không biết là anh ta lại rằng có bánh xe được hay chưa. Bằng bài đấu mà tôi thấy đồ ăn hoang rồi về lớp cũng không phải là ít. Bằng 2 là đều tăm tắp dành chim sẻ. Ít nhất là 3 turn. 3 turn 2 là đều. Về lớp cũng 2 là khi được cầm Drake. Nhưng lạc chém của anh ta đang phải đứng thủ. Rồi, liệu rằng có được cái bánh xe không? Hay là có vẫn có P này? Vâng, bài Greg 2L 1P. He thì sao? Vâng, he tam 23. Bài đầu he đang cố gắng giữ mạng. Vâng, giữ mạng thôi nha. Thông tin báo về đến từ sẻ thì màu nam cũng thủ P. Chim sẻ nếu muốn đỡ P của đối phương thì chim sẻ sẽ cần phải nâng cấp được công nghệ bánh xe. Vừa rồi sẽ nâng cấp rồi. Thực ra thì có thể he sẽ thể bắn chéo cho game thủ chim sẻ thì cũng được. Nhưng mà để chủ động hơn thì chim sẻ lên bánh xe và có dòng đơn thì nó sẽ ổn hơn. Nó sẽ chủ động hơn. Đây là he tham. Vâng, he tham 25. Vâng, dân của he đang ăn toàn gỗ thôi. Và chỉ có đúng 2 cái ruộng dành cho he. Đúng 2 cái ruộng thôi, không nhiều. Đây là chim sẻ tham 30. Chim sẻ đang dần tạt sang cánh bên kia. Cái gì đấy? Ấy, để vào đây, vào đây, vào đây, vào đây. Vào đây, được con không? Không được. Vâng, phù không được nhạy lắm dành cho thủ chim sẻ. Như vậy là chưa cần đẩy rồi bạn đã quýt. Khi mà sẻ là người có hốc. Trong cái đó thì he là người cũng đã bo kín tất cả cơ sở làm ăn của mình. Đội bạn nhìn cái hốc của sẻ chắc đội bạn cũng chán. Vâng, cái hốc này với Roman và Greg thì không lấy cái gì để đỡ cả. Ui giời ơi, lỗi đôi vò nhưng mà không sao. Không sao, không sao. Vâng, lỗi đôi vò trận đấu này không vấn đề gì cả. Có thì sẽ lực khỏe hơn thôi, không có thì cũng không sao. Tỷ số là 1 đều ở trong siêu thứ tư. Và chúng ta sẽ đến với bản lề ở trong siêu này. Vãi cả hốc đẹp. Yeah, hốc he đẹp thế à giời. Và không biết các bạn nào học mỹ thuật, các bạn có thể cho tôi hỏi là cái hốc này liệu có đẹp không? Và xin chào bạn Lê Minh Quang. Vâng, chào anh Hải Nguyễn. Bình luận viên ít giao lưu khán giả nhỉ, mà anh thông cảm. Nãy em bật cái Facebook lên, màn hình máy, cái màn hình của em nó trắng xóa, nó một màu trắng tinh luôn. Như kiểu anh em dùng Omo mà giặt quần áo ấy, trắng tinh luôn, không thấy một cái gì cả. Lúc nãy bật điện thoại lên thì cũng màu trắng. Đấy, không vào được page của sẻ để xem luôn. Mạng nó thực sự là khủng khiếp. Mặc dù là em đang dùng 4G đấy, chứ em không phải dùng 3G đâu, dùng 4G đấy. Vừa đăng ký gói 6 mê xong để về nhà xem mấy cái phim ấy. Bản lề trong sự thứ tư, chúng ta cùng xem quân. Có lẽ tôi xem máy của sẻ để có thể chụp quân nó dễ hơn. So ông he thì chắc là chịu thôi. Ngày xưa thì ngày xưa cái thời mà tôi mới làm bệnh viện thì tốc độ của tôi khả năng cả cũng theo kịp tay của he đấy. Ngày xưa trẻ khỏe mà nó nhanh. Còn bây giờ thì tay chậm mắt mờ thì anh em thông cảm. Sẻ thì so quân nó hơi chậm bởi vì bao giờ phải đầy đủ các thao tác, ăn quả, ăn củng, sóc dân, sóc sủng bắt đầu mới soi quân. Rồi, Mark Egypt, màu 3, Mark C, game thủ cao quýt và Egypt của V-Lup. Mark Egypt đều với cả Pan và Rope, chúng ta là hai chém. He cầm Rope và Pan của chim sẻ, chúng ta sẽ đến ngay với chim sẻ thôi. Bởi vì như các bạn nhìn thấy đây, ba chim sẻ đủ đồ để có thể ép đời 2 từ khá sớm. Đàn hiệu và đôi vòi. Quả đầu là 7 cây. Úi dồi ôi. Ô, he bảo bài cũng được. Chúng ta xem bài của he. Như vậy bài của he cũng bắt đầu có hiệu và quả phụ. Quả phụ là 5 cây. Quả chính là 7 cây. 12 cây quả dành cho he.
Và đây là top 1 vòng gỗ đầu cực gần giành Roman. Theo tôi đánh giá rằng đây là một trận đấu mà đến thằng nông dân thứ 14 thì Hè cũng đã có S đầu rồi. Không biết có phải không? Nếu tôi không nhầm thì nông dân thứ 14 đã có S đầu rồi. Vòng gỗ đang cực kỳ gần giành cái bài Roman này. Thực ra với cái việc mà các bạn đánh ở... các bạn thi đấu với cả top 1 hay thi đấu với cả những người bạn của mình, việc nhìn thấy gỗ đầu gần là điều rất phê. Tôi cực kỳ thích gỗ đầu gần luôn. Gỗ đầu gần nó sẽ khiến cho... vâng, cam thủ thiết kế được những chiếc nhà bét sớm. S sớm thì đồ... nó sẽ đồng nghĩa với việc đó là các bạn gỗ nó sẽ nhiều. Gỗ sẽ nhiều, các bạn thích làm gì các bạn làm. Đấy. Như vậy là cắt tương đối nhiều dân đi dò và cắt tới 2 dân để lùa hiêu. Chính vì vậy nên dân 14 thì Hè chưa có S. Rồi không sao. Tầng nông dân 16 có S là được rồi. Mặc dù đồ đầu ngon nhưng mà về sau chưa thấy gì. Bằng đá đầu của Hè đang được xử lý tương đối gọn gàng. Vâng. Như vậy là phải đi tương đối xa để có thể đặt được S đầu ở phía trên. Chúng ta sẽ quay trở lại với bài Paran của game thủ chim xe. Vâng, hiệu là hiệu 5. Quả đầu là 7. Chưa vội vàng câu vò. Cứ từ từ thôi. Không vì phải vội. Bao giờ ăn gần hết hiệu thì sẽ câu vòi xong. Trừ khi là con vòi ở giữa nhà của chim sẻ và nhà của đội bạn thì sẽ ưu tiên câu sớm để tránh tình trạng bị câu mất vòi. 17 dân. Thông thường người chim sẻ sẽ đánh 19 nông dân ở bài đấu này. Xem ngon rồi á. Thực ra từ trước đến bây giờ thì xem vẫn ngon mà. Mình vang phát kênh và không hề có drop. Drop càng cao thì nghĩa là các bạn xem nó sẽ càng bị giật, càng bị đứt hình và bị gián đoạn. Nhưng ngày hôm nay drop nó không có. Anh em nào mà xem được thì sẽ là cực kỳ ngon. Còn nếu mà không xem được thì sẽ là không xem được luôn. Vâng, chim sẻ vẫn đang thiếu một chút đồ ăn nữa. Thế cái bài này lúc đầu thì rất mắc binh, bài Hè cũng thế. Lúc sau thì không có đồ đâu. Đây là một đàn hiêu, như vậy là không có thì phải ra ăn thôi. Người ta ở đây gọi là tờn méo mó có hơn không đấy. Vâng, sẻ bảo nhìn qua rất đẹp nhưng nhìn kỹ hình như là... vâng, độn thì phải. Hàng fake. Đây là bài pan fake đẹp thôi anh em. Bình thường. Vâng, hiệu 7 giúp cho sẻ khỏe hơn. Vẫn là 19 nông dân. Vâng, Hè báo về là bài ok. Chúng ta xem bài Hè. Như vậy là quả phù thứ 2 dành Hè ở trong trận đấu này. Dò ra không phải là sớm nhưng không sao. Đó không phải là vấn đề quá quan trọng với người cầm rô. Lên đời vẫn sẽ ổn. Tầm ở trong đầu 10. Và lên đời xong thì nếu như không bị công vào một quả phụ ở phía xa thì sẽ là một bài khỏe. Thông tin báo về 25 dân và 26 dân. Vâng, per bài, Maxe bài dường như là cũng bình thường thôi. Dò khá rộng. 9.34 dành cho thủ chim sẻ. Vâng, ép đời là khá ổn. Theo tôi đánh giá đây chỉ là bài khá ổn thôi. Bài này rơi vào tay tôi thì khả năng tôi sẽ ép được ở trong đầu 8. Nhưng mà là 8 kích 2. Còn bao nhiêu kích 3 thì chưa biết. Bắt đầu ra một vài cái ruộng tại nhà chính của mình. Lực của chim sẻ là vẫn có. Đây là bài đấu mà chim sẻ sẽ chỉ đánh 1 lò thôi. Chúng ta thấy rõ điều đó khi mà chim sẻ chỉ cho có đúng một con nông... đúng 3 nông dân để ăn vàng. Thông thường sẽ là 4 dân. Một e trước. Sau đó là một ruộng. Đây rồi. Như vậy là chim sẻ gặp vâng Makelele của Pika. Và đây là nhà điều kiện à? Hay là nhà gì? Hình như đó là một cái ruộng. Vâng, Maxe khung nhà và có hốc. Vâng, hốc này tương đối rộng. Có một cái bê gò để cho Maxe có thể ra ruộng. Và có vàng, cũng như là có cả gỗ. Chim sẻ sẽ đâm mì vào nhà game thủ cầm Maxe này. Ngựa giò chim sẻ là con ngựa giò công giáp đầy đủ. Con ngựa giò của Quick Cam chỉ là con ngựa giò có công. Và thông tin báo về Egypt chết 5 dân bởi Hè Hè. Đây là Hè Hè. Và tôi thấy mỗi 2 xác dân nào xuống, ông báo về chết 5 dân bịp. Vâng, mặt bên này có biết rằng có kín hay chưa. 1A không 1L và bánh xe dành cho game thủ Hè Hè ở trong trận đấu này. Ô, tên này thơm nhá. Tên này
Tờ này thông thường thì rất là hiếm những người mà người ta để check. Rất là hiếm. Vâng, sẽ thiết kế hai nhà bi ngay gần nhà của Quýt Cảm. Và bài này Quýt Cảm đang bò nhà bằng ruộng. Bò nhà bằng ruộng thì tôi nói thật là đỡ được tờ này nó là điều siêu khó. Siêu khó luôn. Vâng, váy e kiểu chéo như thế này khiến đối phương cực kỳ khó để váy e ngược trở lại. Vẫn đang cố gắng để váy e được. Sẽ mất con giò nhưng điều đó không quan trọng nữa rồi. Ở mặt bên kia rồi. Tỷ số sẽ là 2-1 dành cho chúng ta ở trong xếu thứ tư. Với tờ lọt nhà này mà tôi thấy Quýt vẫn chưa Quýt thì hơi dị. Rồi, như vậy là Quýt đã resign. Và cái bên này tôi nghĩ rằng Hè cũng sẽ chưa chết về lớp thôi. Vâng, đến thời hiện tại tôi... Lớp đánh gì á? Đâu? Nhà đâu á? Hè sẽ... Vâng, như vậy là 1A dành cho về lớp. Yeah, lèo. Vâng, tờ này 2L chém lỏ bên trong thì về lớp có lẽ cũng sẽ fit luôn. Như vậy chúng ta sẽ có một trận đấu mà hai thắng cánh. Vâng, hai cánh đều thắng thì không cửa gì để thua cả. Bài này với cái việc mà chim sẻ lên đời quá sớm nên Quýt Cảm phải kéo dần về sớm và anh ta không có lực. Và anh ta bắt buộc phải bò bằng ruộng để có lực để có thể xây y. Bắt buộc bò bằng ruộng mặc dù biết là nếu bò bằng ruộng thì rất khó là đỡ. Nhưng bắt buộc phải bò thôi. Ừ, thì anh bảo Quýt đấy. Và chúng ta đến với trận đấu thứ tư. Rất có thể đây sẽ là trận đấu cuối cùng ta trong buổi tối ngày hôm nay. Và rất cảm ơn rất nhiều anh em đã có mặt trên fanpage của game thủ chim sẻ để ủng hộ cho game thủ trẻ của Sparta trong cái kèo đấu này. Và thực sự rất xin lỗi anh em, ngày hôm nay mạng nó quá lag so với cả quy định. Không thể tin nổi. Và ngày mai thì mình sẽ quay trở lại với cái việc podcast bình thường các bạn. Ngày mai mình sẽ post cái ảnh, thực ra không phải ngày mai đâu, một tí nữa thôi. Mình sẽ post cái ảnh cho các bạn xem ở trên Chim Sẻ Nắng Fan Club và Sparta Gaming Fan Club. Để anh em có thể theo dõi kèo ngày mai. Ngày mai thì vào buổi chiều thì Chim Sẻ cặp với cả U9 Team. Đối với cả cặp đôi No 1 và Hồng Anh. Buổi tối thì Chim Sẻ vẫn đối đầu với Hồng Anh. Chim Sẻ cặp với cả Gunny, đối đầu với Hồng Anh với cả Chip Boy. Các bạn chú đón xem kèo ngày mai. Còn bây giờ chúng ta sẽ đến với trận thứ tư. Ui xời, xòi quần. Xòi thế thì tôi cũng không thể nào chụp được. Vâng, he cầm phô. Vâng, đây là Acidan trong tay của game thủ chim sẻ. Vâng, thông tin báo về đội bạn hình như là một phô và một Katarian. Hai bên đều có phô. Không biết rằng phô dành cho ai. Chúng ta hãy cùng chờ đợi sẻ xoay quân. Xoay quân cái sẻ ấy. Không, như vậy là hit Katha. Quýt là người cầm hit. Và Katarian của Velus. Như vậy là quân của ông ta được đánh giá là đẹp hơn ở trong trận đấu này, tất nhiên rồi. Chém đẹp, chém khỏe hơn. Và cung thì cũng khỏe hơn luôn. Chúng ta xem các vâng, đúng người cầm luôn. Chúng ta xem he đánh chém xem nào. Và ngày hôm nay thì có thể gọi là một cái ngày mà he phong độ thi đấu tương đối tốt. Gần đây thì bạn nào mà xem trên pet he nhiều thì các bạn thấy rằng he solo thua cũng khá khá. Thấy bảo mỗi ngày toàn bị 3C với cả 4C vào mồm. Solo thua nhiều nhưng mà đánh 22 thì lại lên. Thế mới hay. Kèo lệch á. Mình nghĩ kèo này thì chúng ta chỉ nhỉnh hơn một chút thôi. Tầm 73. Chứ không nhỉnh hơn quá nhiều. Kèo này là kèo quân bài các bạn. Hai random thì yếu một tí thì vẫn đánh được. Ví dụ như kiểu là mình cộng với cả Văn Hưởng mà đánh với cả Chim Sẻ và Hồng Anh thì nó cũng chỉ là cái kèo quân bài thôi. Còn cứ hai Greg mà đối đầu với cả hai Sen thì tôi với cả Văn Hưởng thì cũng mút tốt. Không, triệu. Cái nào hơn hai vị trí? Em phải so sánh he với cả Quýt chứ. Cân sẻ hơn lớp hơn một vị trí. Đúng không? Okay.
Olimar. Oklahoma. Ice Rogan. Vâng, bài của Hèn cũng đang là tạm được. Một quả phụ thôi, thì đây sẽ bài phô tư đối mắc binh. Hiệu 4 và một đôi voi. Chính xác là hai con voi lẻ. Và tôi thấy bình viên viễn kia đang hồ rất to là bài vẽ. Rồi để xem là cái bài Asia nó có đúng là vẽ không. Nói chung là cách nhìn của tôi khác cách nhìn của mấy ông bình viên kia lắm. Bài này như nào mà vẽ. Để xem nào. Quả phụ có rồi. Vâng, hiêu về. À không, voi về. Không có hiêu về, rừng cũng được. Ừ. Bài này cũng gọi là bài đẹp của Asian thôi, làm gì đến nỗi mà vẽ. Bài này là bình thường thôi. Bình thường. Một bài đẹp. Thêm đàn hiêu nữa ở phía xa. Đây là S2 của cái tủ chim sẻ để ăn gỗ. Sau khi mà ăn xong voi thì chim sẻ sẽ kéo dân ra để có thể ăn cái đàn hiêu. Cũng ở gần rừng. Như vậy là chim sẻ sẽ đảm bảo được có 3 bét ngay ở trong đời 1. 3 bét ngay ở trong đời 1. Nhưng bài này cơ cấu nó sẽ là hơi rộng. Với trận đấu này chim sẻ sẽ đánh kiểu bò rộng hay là bò to. Vâng, có một đàn hiêu. Có người phi trung hiêu với cả chim sẻ. Nhưng vị trí thiết kế S của game thủ chim sẻ là vị trí thiết kế chính là BS mắc bình. Đội bạn ăn trùng, có trùng nhỉ? Hay là phá? Hình như là phá thôi. Và không thể có tình huống sàn trùng đến từ Quýt Cam. Vâng, Quýt Cam là người được cầm Hitty. Khả năng cao Hitty sẽ đánh cục. Trong Hopla thì rất hiếm khi Hitty là một bài đánh chém. Trừ khi là bài siêu giàu và lên cực sớm. Hoặc là cặp với một loại quần cùng cũng coi như là tuyệt. Có thể là một Hitty nữa, hoặc là một Egypt, hoặc là một Asian. Thì lúc đó Hitty mới là người đánh chém. Còn không thì 90% Hitty sẽ là người đánh cùng. Như vậy cái bên kia sẽ là hai chém đối đầu với nhau. Vâng, bài hè là 3 voi và 2 đàn hiêu. Một đàn hiêu ăn ở gần mỏ vàng, một đàn hiêu lùi với nhà chính. Vâng, đây là BL của hè. Hè sẽ BL ở cánh bên kia. Vâng, gần cánh bên kia. Như vậy là hè sẽ có một bài đấu mà chém thẳng vào cánh của mình, chứ không có một tình huống chọc giò chéo cánh. Kích đời tương đối sớm, 10 phút 22. À không, 12 cũng không sớm đâu. Có thể là cái nhìn của tôi nó sẽ hơi khó tính một tí với cả các game thủ. Nhưng mà top 1 mà. Top 1 12 thì cũng chỉ là bình thường. Vâng, sẽ thông tin báo về đây là một bài đấu 27 dân. Vâng, 10-20 quắt đờ héo. Vâng, 27 dân lên đời sớm hơn cả hè. Thông tin báo về đến từ chim lạn viên. Nhưng ông chim lạn viên này tôi cũng không tin lắm. Hay báo ẩu lắm. Vâng, ta xem hè đây để xem hè chọc giò. Một con Eto sẽ chuyển máy liên tục để cho các bạn vừa xem tơn chọc giò của hè, lại còn vừa xem được tơn công tê của sẻ. Rồi, như vậy là Quýt Cam. Không, đây là về lớp. Về lớp bài đấu có ít nhất là 2 voi về. Tới nhà chính có 2 xác voi vừa ăn xong. Đối phương đã có giò rồi. Nhưng mà giò của hè là giò full công nghệ. Vâng, công giáp đầy đủ. Úi dồi ôi. Yeah, lèo bằng này ruộng rồi, tôi xin phép các bạn Phonesia nó vắt 2L từ bây giờ đến ngày mai. Về lớp vẫn đang là một bài dò thủ. Dò về lớp chỉ có giáp chứ không có cộng. Tạm thời đang là 1L dành cho he. 1L bánh xe chắc. Ồ, bài về lớp khỏe nha. Về lớp đã thiết kế xong 2L rồi. Và về lớp sẽ xong 2L đêm. Khi mà quả phụ của về lớp vẫn đang còn 1L bánh xe và thủ phụ. Đó là quyết định của tuổi hè trong trận đấu này. Quay trở lại với pha công T của game thủ chim sẻ. Như vậy là TAC đứng đầu với T Hitty. TAC và T Hitty thì cũng chỉ là cân nhau, nó không khác gì là hai con cung R bắn nhau cả. Rất cân. Chim sẻ sóc thêm những con T nữa. Và Quýt đang có tới 2 con T và sẽ có 3 con T tại vị trí này. Vâng, đang hơi thiếu em một chút. Tơ đầu tiên của chim sẻ là 4 con. Vâng, vâng sóc rất nhiều T. Nhưng mà sóc nhiều T này liệu rằng Quýt có lực để có thể sóc cung R hay không? Vâng, nói là T nó rẻ nhưng mà nó cũng không phải là quá rẻ đâu. Nó cũng cần tới 20 thịt và 40 gỗ để sóc một con cung tê đấy. Vâng, cung tê đang lọt vào bên trong. Xe bị mít e lên cung R nở ra có vẻ là hơi chậm. Đối phương đang vào trong nhà của xe để ăn dần. Tê Hitty nó bắn đầu như cung R nha. Xe đang điều những con nông dân của mình khá khéo. Tạm thời chưa mất con nông dân nào đến từ game thủ chim sẻ cả. Vâng, được bơm một tờ thịt đến từ game thủ. Vâng, cầm Phonesia. Mặt nhà bia vẫn đang bị bắn. Quýt khỏe thế. Vâng, vẫn 4A này, hay thật.
Nhưng mà Sẻ đang có 2 tấn cục R cơ, còn Quýt mới chỉ có 1 tấn. Và Sẻ là người cầm cục. Vâng, bị phát hiện 3 cái ruộng phía trên rồi. Chạy. Vâng, bây giờ mới là tấn cục R thứ 2 của Quýt Cam được sinh ra. Sẻ cần phải quay về và ra thêm ruộng. Thêm 3 cái ruộng ấm nữa thì gây thủ chim Sẻ. Thế bên kia thì He mặc dù đang có một bài ổn nhưng mà báo về rằng về lớp đang có một bài khỏe. Vâng, He đánh 1 L thủ phù, còn về lớp là bài 2 L. Vâng, He phù được 1 lạc đà của đối phương. Còn nữa không? Vâng, phù được 2 lạc đà đối phương. Như vậy tờ này He đỡ thoải mái. Thái và đang giữa 29 dành He. Và cái điều quan trọng nhất dành cho He trong cái này đó là khoanh ruộng. Khoanh ruộng là ấm, siêu ấm luôn. Ấm, người ta gọi là ấm lòng chú bộ đội. Vâng, chục cái ruộng ấm khiến cho He có thể ra lạc đà đều và ra là cả dân đều. Và đội bạn quyết luôn rồi. Vâng, tỷ số là 3-1 dành cho cặp đôi chim Sẻ và He ở trong số tư, và nâng tỷ số VC lên thành 4-0. Vâng, 4-0 VC dành cho cặp đôi đến từ liên quân của Ego Media trong buổi tối ngày hôm nay. Vâng, ta chờ đợi xem liệu rằng có sẽ đấu cuối cùng, vâng, sẽ đấu thứ 5 hay là không. RIC và RHIT